Xuân đã về, xuân đã về, chia bao ánh xuân về tràn lá lên mây. Trên cánh đồng chim hót mừng, đang thức tha từng đàn cùng bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười tươi đón. Là tôi đây, tôi là hàng xóm của cô này. Thế anh qua đây có việc gì không? Thì tôi chỉ muốn xin cô vài ít tả tửa để lấy lọc đầu năm ấy mà. Tôi để nó cái những chai vodka Trung Quốc ấy, anh cứ vào nhà mà lấy đi. Là chai này phải không? Sao nó có mùi chua thế nhỉ? Thế thì tôi ăn thật rồi, em giáo ạ. Tôi chỉ mới làm nó có 3 tuần thôi mà. Ấy mà không sao đâu. Tôi nghĩ nó sẽ như da ua có vị tạt tửa ấy mà. Tôi chỉ sợ ông bị thổi nồng độ cồn đấy. Bây giờ các chú công an làm rắc vụ đấy lắm. Không sao đâu. Tôi sẽ nói với họ bằng những phương pháp cực kỳ thuyết phục. Thế ông không sợ bị phạt với giam xe à? Tiền nhiều đó làm gì? Thế thì cô chưa biết rồi đấy. Tôi là một trong những người giàu nhất cái xóm này. Thế ông định qua Triều Tiên để làm những quả pháo siêu to khổng lồ để ăn Tết đấy à? Thế thì sao? Tôi phải trả lời. Ông làm vậy để ông muốn tôi giận bay màu đấy à? Thế thì sao? Mày có giỏi thì mày đánh bà mày đê. Chỉ có đàn bà mới đánh nhau thôi. Bà còn trẻ, bà muốn đi chơi chứ không hơi đâu mà cãi nhau với bọn trẻ trâu như chúng mày. Tôi cũng không rảnh để cãi nhau với bà. Tôi còn phải đi trà đĩa để Hà Lan nhảy nữa. Bà tặng mày một câu thơ: thanh xuân như một chén trà, cãi qua cãi lại hết bà thanh xuân. Thôi nhà bao việc, tao còn phải đi dọn đây. Chào đồng chí. Chào đồng chí, hôm nay chúng tôi đang thực hiện việc đo nồng độ cồn. Mời anh há miệng ra. Cho người ăn có đồng hồ cồn quá quy định, mời ăn ký vào biên bản. Ồ, ký ở đây hả? Ký vào chữ ký ha. Ok. Chúng tôi sẽ giam xe ăn và bằng lái xe của ăn trong vòng 2 tháng. Mời ăn để xe tại đây để chúng tôi giam giữ. Ủa, vậy tôi phải để xe này lại cho anh à? Đúng rồi. À, vậy tôi phải đi bộ vậy à? Đúng. Ây yo, cảm ơn các bạn đã xem video vừa rồi. Thì sau khoảng thời gian khá là dài, mình cũng không có làm những cái video kiểu như là phim hay là daily vlog, nên mình cũng khá là bận. Từ tháng 8 đến tháng 1 vừa qua thì mình không làm được những video nào hết. Thì hôm nay là một cái video trong chuỗi series My Holiday. Và năm 2018 mình đã ra My Holiday 1, năm 2019 và mình đã ra My Holiday 2. Và năm nay mình sẽ ra cái video này, mình không biết đặt tên nó là My Holiday hay là chuỗi series mới. Thì mình cũng đã làm video này, các bạn coi các bạn cũng thấy là nó khá giống mà bên các anh bên 1977 Vlog. Thì mình lấy cái hình ảnh cũng như là 1977 Vlog cho nó hoài niệm xưa. Và ý tưởng thì hoàn toàn là của mình cũng không có ăn cắp hay là gì hết. Với những câu tiếng lóng và những cái trend của năm 2019 thì mình sẽ đăng cái video này trong những ngày gần Tết. Thì mình chúc các bạn một năm mới tràn đầy sức sống và mạnh mẽ cũng như là hạnh phúc. Thì mình cũng khá là ngạc nhiên khi nói lại trình diễn viên của diễn viên nhỏ đóng vai cảnh sát giao thông là Phạm Diệu Quang Minh. Thì có những câu hỏi khá là khó, thì Minh tỏ đạo diễn của mình cũng làm khá
khá là hay để cho diễn nó hoàn toàn nó tốt đẹp